Mình được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày quý Sửu tháng nhâm dần, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc mạo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày quý sửu tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng vai nạp âm tang đồ mộc kỳ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỳ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọa phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao tuế hợp tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao đại hồng sa tốt mọi việc Sao Minh Đường Hoàng đạo tốt uh, mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần, Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu, 6 mọi việc, sao Địa Tạng 6 đối với khởi tạo, an táng khởi công, động thổ, xuất hành, sau hỏa tai, sau đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sau nguyệt hư, sau đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sau tứ thời, cô có kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Hy vọng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn Thủ Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với bạn trong ngày hôm nay rất hăng hái và nhiều khí thế bạn triển khai nội dung công việc quyên thuộc nhưng với hướng đi mới nhờ vậy mà bạn được cả đầu nghiệp và lãnh đạo đánh giá rất cao về bạn nữa nhá với bạn Thủ Tý trong ngày này bạn hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để cho mình phát huy ưu điểm. Vì vậy, trong ngày hôm nay, dù nội dung công việc có khó khăn đi chăng nữa, bạn cũng không có ý trốn tránh. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tí, lại đang gặp ngày có thổ thủy sông khác. Điều này nhắc nhở bạn mệnh, gia đình của bạn đang tồn tại một vài vấn đề khúc mắc Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện trao đổi với nhau không nên cố tình lơ đi những vấn đề đang gặp phải bạn thủ tý nhé vài câu quýt cho bạn thủ tý trong ngày thứ ba này Từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi, đạt được nhiều mục tiêu đề ra. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, có cơ hội thăng tín, hãy mạnh dạn để nắm bắt. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, cần quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, vợ chồng mau thuẫn, nên nói rõ mọi chuyện với nhau và đánh giá của ban thủ tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 88, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi xỉu bạn là người có đầu óc thông minh, tài trí, có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Với bạn tuổi xỉu bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề mà tập thể gặp phải nữa nhé trong ngày này đối với những người đang làm lãnh đạo thì có thể sẽ thể hiện được khả năng của mình nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới với bạn tuổi xỉu, bạn là người chỉ đường dẫn lối dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa trong tương lai để đạt được nhiều mục tiêu nhiều thành tích hơn nữa đó nhé Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy với ba tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Bạn đừng có quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc là không quan tâm tới các công việc ở nhà như vậy bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này. Từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhanh chóng đưa ra được cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng có dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên gia đình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ V tuổi dần thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương tiền thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra nhé và ngày này với bạn tuổi dần, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, có được cơ hội để cải thiện về thu nhập cho mình. Bạn nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác, khách hàng, có được cơ hội mở rộng về quy mô kinh doanh trong tương lai. Bạn cần phải tự tin, hãy tin tưởng vào định hướng của mình hơn nữa nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú là ngày 6, có sao chủy ngũ hành hỏa. Ngày này không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là chôn cất, sửa đắp mồ mã, đóng họa đường hay là khai ngoài phong thủy bạn tuổi dần nhé vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được cơ hội nhận được khoản tiền lương tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đóng góp của bạn được cấp trên ghi nhận và khiên thưởng từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có được cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh tăng thu nhập từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên thực hiện những công việc trọng đại nên có kế hoạch để thực hiện những công việc sao cho phù hợp và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 16 số 86 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có màu khác với thổ điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với con cái của mình ngày hôm nay trở nên căng thẳng và có phần xa cách với bạn tuổi Mão có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh không biết nghe lời của cha mẹ Tuy nhiên, bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con cái của mình trước cái đã nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão, cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy cũng có thể sẽ xảy ra tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Và nếu như cứ một mực giữ những suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương, thì vấn đề sẽ chẳng thế nào giải quyết được trong một sớm một chiều bạn tuổi mão nhé. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm nhâm dần. Theo hại thượng làn ông, ngày này nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với ba tuổi mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích ở các vị trí này và trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì cũng không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm hại tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vài câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có phần căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, giữ khoảng cách với những kẻ đang có ý đầu xấu tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này làm cho bà tuổi thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất đi chăng nữa, với bạn tuổi thìn cũng chớ có mất bình tĩnh hành sự nông nổi nhé. Đặc biệt, ngày này với bà Thủ Thìn, trong quá trình giao tiếp, bạn đừng có để cho những lời nói của mình trong lúc nóng giận trở thành cái cớ để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng để bản thân bạn vướng vào những rắc rối lớn hơn. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn bởi bạn là người đang có được thần Phật chia chở mọi khó khăn rồi sẽ qua mà thôi. Và trong ngày thứ ba này với bà Thủ Thìn về phương diện tình cảm của bạn cũng không được như ý muốn đối với những bạn đang quản độc thân có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người bạn chưa bước ra được khỏi cuộc tình cũ cho nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới nữa đâu nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chớ nên nóng nảy nói năng thiếu suy nghĩ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mà mình đang làm tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 17 số 63 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân tuổi giàu Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ đang thiêu con đường học tập nghiên cứu sẽ dễ dàng gặt hái được những thành tích đáng nể trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ mọi kiến thức đã có và sẵn sàng bắt đầu quan trọng là bạn thể hiện như thế nào mà thôi trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng có được một ngày làm việc đầy hứa hẹn, cơ hội xuất hiện ngay trước mắt bạn. Nếu như bạn có đủ tự tin để nắm mắt thì chắc hẳn cánh cửa thăng quan tiến chức sẽ rộng mở hơn trước rất chi là nhiều nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm của bạn rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên luôn có được sự thấu hiểu và bao dung cho nhau. Và khi bạn gặp phải khó khăn, bế tắc, bạn cũng có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên cùng có thể chung sức để vượt qua sóng gió nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đối với những người đang theo con đường học tập, nghiên cứu sẽ đạt được thành tích cao. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy chứng minh năng lực của mình bằng hành động thực tế từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có được cơ hội xuất hiện trước mắt hãy nhanh chóng để nắm bắt từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội cho mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp thấu hiểu lẫn nhau vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 18, số 95, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi sửu, tuổi dậu. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn Tử Ngọ ạ, cho chúng ta thấy là với bạn Tử Ngọ, bạn là người vốn rất tài giỏi, nhanh trí nhưng trong ngày hôm nay, dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này lại làm cho bạn không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình, thậm chí sự nóng nảy khiến cho bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc là gây gọ với những người khác nữa nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ, đây cũng là lý do khiến cho bạn dễ mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự khó khăn, cần sự tỉ mỉ cao. Với bạn tuổi ngọ, cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình. Nếu như bạn muốn thành công thì bạn không thể bỏ dở công việc dựa chừng như vậy được nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình, nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Và ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ, người họ hàng lớn tuổi có thể chính là quý nhân giúp cho bạn trong ngày hôm nay nữa đó nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ mất bình tĩnh gây gọi với mọi người tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa dễ bỏ dở công việc dựa chừng Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 13, số 77, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ với tuổi mùi thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày của cổ diện ngũ hành tí mùi tương hại cái điều này làm cho bạn tuổi mùi trở nên quá mức tự tin vì như vậy bạn sẽ rơi vào trạng thái chủ quan và vướng phải nhiều rắc rối lúc nào chẳng hay bạn cần phải chú ý lắng nghe những lời khuyên của người có nhiều kinh nghiệm đi trước mình đã nhé và trong ngày này với bạn tuổi mùi trong giao tiếp với bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai có thiện trí giúp cho mình xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều về sau này nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trở nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi bạn cần phải thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp cho bạn tìm ra được hướng giải quyết công việc đơn giản và nhanh hơn rất nhiều nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa chú ý trong cách nói năng tránh làm mất lòng người đối diện tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên cố chấp với quan điểm của riêng mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có cái nhìn linh hoạt hơn trong giải quyết công việc nữa về đánh giá của ba túi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ tuổi thân thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này báo hiệu cho bạn sẽ có một ngày rất vượng vận về đào hoa. Bạn mạnh tuổi thân dễ dàng gây được ấn tượng với những người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Còn đối với những ai đang quản độc thân, có thể sẽ nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình nữa rồi. Xong, trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì cần nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới. Bạn đừng có để cho cảm giác ham vui nhất thời khiến cho mình bị sa ngã làm ra những việc gây tổn hại tới danh dự, tới hạnh phúc gia đình, tới người thân của mình nữa nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú là ngày xấu. Vì vậy, với ba tuổi thân, không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, khai trương, xuất hành hay là làm mồ mã hay là khai ngoài phong thủy để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Bên cạnh đó, nếu như có công việc cần phải bắt buộc đi xa thì bản mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp hạn chế những rủi ro xảy ra với bạn nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nhân duyên nở rộ, nhiều người yêu mến. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, công việc tiến triển thuận lợi không gặp phải nhiều rắc rối, Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt công việc được giao. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 56, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu bạn là người có vốn kiến thức hiểu biết phong phú sẽ dễ dàng khẳng định được năng lực của mình và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh thêm vào đó trong ngày này với bạn tuổi dậu đang có được sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi dậu hoàn toàn có thể là người lãnh đạo cả tập thể đi tới thành công nữa có điều trong ngày này với mang tuổi dậu bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách hiếu thắng của mình trước khi giải quyết việc gì đó bạn nên suy nghĩ trước sau cho thật kỹ càng đánh giá đúng năng lực của bản thân cũng như là tình hình thực tế trước mắt cái đã nhé Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này làm cho mối nhân duyên của bạn rất tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như bạn còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy nhận được sự khâm phục tin tưởng của mọi người từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, năm sao, con số may mắn, số 22, số 87, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ với tuổi tuất, thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi điều này làm cho bạn tuổi tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực vì cách diễn đạt không khéo léo của mình gây ra với bạn tuổi tuất bạn hãy nhớ rằng muốn lời nói của mình có được sức nặng được nhiều người thán phục tin phục thì cách truyền đạt đóng vai trò rất là quan trọng nhé và ngày này với bạn tuổi tuất trong công việc nếu như bạn gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá với khả năng giải quyết của mình thì bạn cũng đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh mình. Chắc chắn mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ cho bạn mà thôi nhé. Và ngày này với bạn tuổi tốt, á nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc, đây là hai hướng tốt giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hơn, hạn chế những rủi ro không mong muốn xảy ra với mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa quá mức thẳng thắn, dễ tổn thương người khác, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chú ý trong cách ăn nói nếu không muốn nhận lại phản ứng trái chiều từ mọi người. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên đầu hàng khi mới gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Vài đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 62, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh điều này làm cho bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay chẳng hề có được sự may mắn đến với bạn nhé với bạn tuổi hợi dễ vướng phải sự tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp cấp trên và đôi bên đang giữ những quan điểm trái ngược nhau chưa có thể giải quyết được đoạn trong ngày này, một số người gặp phải khó khăn trong công việc và bạn cũng đừng có vội nghĩ tới việc bỏ cuộc, hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để cho mình rèn rụa bản thân mình, rèn luyện bản thân trở thành một con người ngày càng xuất sắc hơn và hoàn thiện mình hơn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hỏi, lại đang gặp ngày có, thổ khắc với Thủy, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia không được in bình cho lắm. Với bạn tuổi hỏi, bạn không nên vội vàng đưa ra những lời phán xét về đối phương trước khi nghe người ấy giải thích cái đã. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải mâu thuẫn với cấp trên tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên vội vàng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy suy nghĩ tích cực hơn để tiếp tục cố gắng tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy thử lắng nghe quan điểm của người khác tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia của mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại